mới với em Camry nhập Mỹ anh chị, lề Mỹ, xe nó riêng từ đầu tới đích, hai chìa khóa riêng hay xe luôn nha anh chị nha, riêng từ đầu tới đích là em biết rồi đó, số riêng, máy riêng, mặt máy riêng chưa mở luôn anh chị. Thường là những cái xe mà đời 2007 dưới 2010 á, người ta mới nói máy riêng là chỉ cái máy riêng thôi chứ mặt máy không có riêng, mà chiếc xe này cái mặt máy còn riêng chưa mở luôn anh chị, keo máy còn luôn á. Thì để ngày mơ em đi dặm lại cảng các em đi quay lên YouTube cho em mình xem cho tiếp hơn ha. Xe này nói chung là khỏi phải chê luôn anh chị, ghế điện nè đó, hai chìa khóa riêng theo xe nè, nhập Mỹ nè đó. Hiện tại là xe không báo một cái lỗi nhỏ nào luôn nha anh chị nha, xe riêng không lỗi, có lỗi tặng xe nha. Túi khí dòng này thì nó được tới 1, 2, 3, 4, 5, 6 túi khí, vô lăng là bên hông nè anh chị ha, bên hông này bên hông đó, rồi ở dưới đây nữa đó. Nói chung là chắc xe này khỏi phải chê anh chị nha. Anh em biết cái vàng, cái vàng có nhiều quay, nhiều khi quay anh em không hiểu cái vàng chấm chấm, anh biết không, cái vàng chấm chấm này là báo áp suất lớp nha. Còn nếu mà xe mà trường hợp mà có báo cái vàng cũng bình thường anh chị, đi vô xóa lỗi liền, cái đó là do thay bugi đột ngột ha đó. Còn cái báo mà chữ men nè, men GE CDW, cái đó là nó báo nhớt anh chị ha, báo nhớt dơ thì xe này mình sẽ đi hay nhớt thì sao hết đó. Cái dòng xe mà nhập Mỹ nó có nhiều tính năng hay đó anh chị ha, chạy mình không cần mình phải để ý nhớt nhau, mình mới không có đèn báo lên là biết nhớt dơ hay nhớt là hết đó, hay không. Này nó báo seatbelt anh chị ha, tin tin là seatbelt, vô lăng nó nút tích hợp luôn anh chị ha, trần nỉ riêng theo xe, chạy cực kỳ sướng, xe này chạy là khỏi phải chê anh chị nha, quá chất lượng luôn, chạy siêu sướng. Anh em nào thích cái mẫu này thì liên hệ cho em Thịnh nha, em Thịnh để anh em mình là ngoài 300 là có một em Camry nhập ha, thì mình quá trời xe luôn, anh em qua lựa thoải mái nha, có alo có bớt, có xem xe là có bớt anh chị nha. Rồi cảm ơn chị em mình nha, anh em nào thích mẫu này liên hệ cho em Thịnh nha. Dòng Camry này bên em còn nhiều lắm, bên em còn tới hiện tại bây giờ 8 xe Camry luôn, qua lựa thoải mái anh em nha.